Chương trình của chúng tôi suốt những ngày qua tại Bahrain và chương trình Speed Cộng tại Bahrain đặc biệt chào mừng mùa giải mới 2023 xin phép được kết thúc tại đây. Biên tập viên Hải Nam và Việt Phương xin phép gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chặng đua tiếp theo. Tháng 3.